vui và nỗi niềm này của anh Bác Gờ, và chắc chắn tình cảm của quý vị, giới thiệu quý vị những tấm ảnh về xe viết ngày hôm nay cũng là một quà quý báu đối với đạo diễn và giải thích của Bác Gờ. Đơn giản vậy thôi, làm cái dự án đầu tiên của Cường đứng vai trò nhà sản xuất là Hạnh Phúc Của Mẹ, thì nó đã xảy ra một sự cố rất là lớn và nó khiến Cường gần như là không còn gì luôn và tưởng chừng là không thể nào đi nổi nữa. Nhưng mà Cường còn ấp ủ với cái Bỏ Xin Đại Chiến này, cho nên Cường cố gắng. Nhưng mà vừa quay được 5 ngày á thì dịch tới rồi tất cả mọi cái nó domino và rất là hỗn loạn luôn, ai cũng sợ hãi và ai cũng lo lắng hết. Nhưng mà cái điều mà Cường cảm thấy là ông trời không phụ lòng người, sau hơn 4 tháng để quay cái phim này thì Cường cũng đã hoàn thành dự án. Sau khi mình là kênh nào hot? Mình là kênh nào ạ? Anh Kiều Kylie với lại Jenny tính tốt hợp đúng giờ. Thôi vậy em chào khán giả đi ha. Chào tất cả mọi người, mình là Chris Phan và ngày hôm nay cũng là ngày ra mắt của bộ phim Võ Sinh Đại Chiến. Thì sau khi mà mình xem lại cái
cả bộ phim á, mình để dành tới hôm nay mình mới xem luôn, chưa bao giờ mà mình xem luôn á, mình để dành thì mình cảm giác là những cái ngày tháng mà ở bên mọi người á, nó giống như là sống lại, và cái thời gian mà bọn mình bỏ ra tập thì nó rất là xứng đáng. Mọi người coi có cảm thấy là võ bọn mình đánh rất là đẹp không ạ? Dạ. Hôm nay giúp với bà xã thì coi thì không biết bà xã có ý kiến gì không? Bà xã vừa vô cái vừa hết phim luôn, khán giả vỗ tay, trời ơi, thật sự là rất là hồi hộp và rất là hạnh phúc khi mà được khán giả vỗ tay cho. Và nhìn lên bà xã liền luôn là bả lên vậy nè. Mừng quá. Trong lúc diễn thì lúc mà dùng có thì mình có bị tình thương gì không? Phải hay kể cho bài sáng à, Chris thì trước Chris chơi đá banh á, cho nên là Chris bị gãy cái khớp xương vai, cho nên là những cái trận đánh mà khó thì sẽ không được. Nhưng mà anh Bá Cường anh đã biến hóa thành một cái đoạn hài luôn đó, cho nên là mình không có cần phải đánh với tự do là em của duy nhất đó, cái đối thủ của mình trong phim đó đó, thì thành chiếc đoạn hài luôn, và các bạn lên xem phim thì các bạn sẽ rõ hơn. Dạ. Nói chung là em không rành về lĩnh vực điện ảnh thì không biết là một 1000 vé thì sẽ được bao nhiêu doanh thu hay là gì hết, thì em chỉ mong là mọi người ủng hộ tụi em thiệt là nhiều cho công sức tất cả anh em ekip và các bạn diễn viên đã cố gắng tập với nhau và để có được cái sản phẩm ngày hôm nay cho mọi người cùng xem ở cái dịp đầu năm mới nha. Đầu năm rồi thì công việc của Rick bằng thế nào, và đầu năm thì có đi dành cho gia đình mình ra sao? Cuối năm rồi thì bữa cũng Rick bị cái là khi mà Rick mệt quá, cái Rick nằm xỉu khoảng mới vừa hôm qua là Rick ngủ mà khoảng 16 tiếng đồng hồ mới dậy. Trời ơi, ngủ đêm xong cái dậy là thấy 6 giờ tối, mà mình tưởng là mới ngủ 6 giờ sáng thôi, tại vì quá mệt quá. Nhưng mà vẫn cố gắng làm việc để có nhiều sản phẩm hơn để cho mọi người cùng thưởng thức. Dạ. Được biết là của Rick và Jack là phải nhận được bài thân và Jack cùng mở ra một MV năm đó. Cái này không có liên quan tới Jack hết hả? Mình ngại nhắc tên. Dạ. Mặc dù là hai anh em rất là thân với nhau. Dạ. Nhưng mà mình có co sơ qua thôi. Thôi bí mật. Bí mật chị. Dạ, ở năm sau thì em sẽ cố gắng làm hơn rất nhiều thứ nữa. Dạ. Thì bạn có thể gửi lời chúc đi ha. Chúc cho quý vị khán giả sẽ có một năm mới, mặc dù là chưa tới Tết ta, mà Tết Tây trước đi. Chúc cho quý vị sẽ có một cái Tết Tây sum vầy vui vẻ bên gia đình, sau đó ra rạp để tận hưởng phim Võ Sinh Đại Chiến cùng với Chris nha. Rồi.